Câu chuyện hôm nay sẽ giới thiệu về Thượng Đế vì muốn giảm dân số, cứ sau 15 năm sẽ thả ra một lượng lớn quái vật để giải quyết con người. Ngày phán xét, người ta nói rằng 15 năm trước có một căn cứ thăm dò đang cố gắng đào xuống đất, chuẩn bị xem liệu có những sinh vật dưới độ sâu 10.000 mét không. Do đội thăm dò trước đây không tồi, hôm đó mọi người vừa ăn bánh vừa đào, bỗng nhiên xảy ra nhật thực. Sau đó ở dưới lòng đất hình như có thứ gì chạy ra. Ồ không, anh dâu đen bị tấn công ngoài cửa, nhìn thấy một con chim lớn giống như một con quạ xông tới cắn anh ấy. Sau đó tất cả mọi người đều bị quái vật tấn công, vô số quái vật bay ra. Khung cảnh đó thật hùng tráng. Những con quái vật bay khắp thế giới, bắt đầu tấn công con người và phá hủy các tòa nhà. Các nước đã tung ra một số lượng lớn vũ khí và quân nhân, chuẩn bị chiến đấu với quái vật đến cùng, nhưng không may là kẻ địch số lượng quá lớn. Ngày nhật thực hôm đó, loài người đã phải chịu tổn thất nặng nề, nhưng điều kỳ lạ là khi nhật thực qua đi, những con chim này lại bay trở lại chỗ cũ. Kể từ đó cái giếng này được người ta gọi là cái giếng quỷ, ngày nhật thực được gọi là ngày phán xét. Sau đó vì sự an toàn, người ta đã xây dựng căn cứ quân sự trên miệng giếng. Chớp mắt đã 15 năm trôi qua, thời gian này không thấy quái vật chim lớn xuất hiện nữa. Nhưng không lâu sau nhật thực toàn phần xuất hiện, nam chính và vợ anh ấy gần đây bất hòa. Đã ly hôn nhưng người nước ngoài bạn biết đấy. Mặc dù cô ấy bây giờ đã có người mới, nhưng vẫn là bạn tốt với chồng cũ Mark, hai người có một đứa con trai là James. Vào ngày xảy ra nhật thực toàn phần, tin tức cho biết một số lượng lớn sinh vật biển bị chết. Bên phía căn cứ quân sự, không biết một con quái vật từ đâu trèo lên. Những người lính bất ngờ nhưng không sợ, còn cảm thấy thích thú. Thành phố cũng xuất hiện các hiện tượng kỳ lạ. Chắc chắn sẽ xảy ra chuyện gì đó. Chú của Mark gọi đến, bảo anh ấy hãy đưa Yena và James đến nơi ẩn náu. Vì vậy Mark chị Yena, James, cô gái tóc vàng. Khi cả nhà diễn cảnh con không đi thì mẹ cũng không đi, thì người ở đây đã quá đông rồi không thể vào được. Bất lực, năm người chỉ đành nghe lời đề nghị của anh đeo kính, đi xuống tầng hầm của trường học để tránh nạn, nhưng lại bị tắc đường. Lúc này nhật thực bắt đầu xuất hiện, vô số con chim lớn bay ra và các con quái vật giống như rất đúng giờ để hành động, bay trên trời và bò từ dưới đất lên. Đi đến trường học bây giờ không khả thi, Mark quyết định đưa mọi người ra khỏi thành phố đến nơi ẩn náu do chú mình xây dựng. Cuối cùng không biết anh đeo kính bị làm sao, thời khắc sinh tử còn cãi nhau với Mark. Những con chim quái vật bất ngờ xuất hiện, giống như đại bàng bắt gà con. Anh đeo kính đã bị bắt đi, dù sao họ cũng không có quan hệ huyết thống. Mark quay đầu lái xe dẫn họ đi. Trên đường đến nhà chú ở ngoại thành, xe đột ngột hết xăng giữa đường, nhưng vì sự phá hoại của quái vật, hiện tại có rất nhiều ô tô bỏ không trên đường. Mark đã lấy một chiếc xe. Ông già bên trong vẫn còn sống, và ở không xa còn có một con quái vật. Vì không muốn thu hút sự chú ý của quái vật, mọi người không dám động đậy. Nhưng con quái vật này quá hung tàn, ăn thịt người, chị Yena chịu không nổi nữa, chuẩn bị phản công lại, mà ông già kia cũng không sợ. Lấy một hộp muối ra hất vào con quái vật, mặc dù cuối cùng ông già cũng chết, nhưng đã khiến cho mọi người biết con quái vật đó sợ muối. Khó khăn lắm mới đến được nhà của chú. Kết quả là gõ cửa hồi lâu không có ai mở, mà bọn họ ở bên ngoài. Rất nhanh đã thu hút quái vật, chúng xuất hiện từ mọi phía. Vì để bảo vệ người thân, Mark quyết định cầm một chiếc liềm nhỏ và chiến đấu liều lĩnh với quái vật. Thời khắc cuối cùng cánh cửa đã mở, mọi người đi vào. Một người lính lạ đi vào, lúc này ở nhà của chú. Mark đã nhìn thấy một người lính cầm súng, cảm thấy không giống người tốt. Lúc ăn cơm tối, mọi người đang nói chuyện, người lính kia nói ngày phán xét 15 năm trước, mình đang khoan cái giếng đó và sau đó tất cả 157 người đồng nghiệp của anh đã bị chết. May mà mình sống sót nhờ chạy nhanh, lúc anh ấy đang nói. Chú chỉ vào con dao trên bàn và ra hiệu cho Mark giải quyết tên lính đó. Dẫu sao một người lạ cầm súng ở nhà bạn mà không đi, đều sẽ cảm thấy sợ hãi, nhưng tên lính đó không phải kẻ ngốc. Cảm thấy nguy hiểm liền rút súng ra. Khi hai bên đối đầu, một con quái vật xông vào từ ống thông gió, cắn thương vợ của chú, tình hình rơi vào hỗn loạn. Mark đã nhân cơ hội cướp lấy khẩu súng của tên lính. Bây giờ tên lính trở thành tù nhân và vợ của chú cần được điều trị. Tên lính nói nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Mọi người nghĩ cũng có lý, vì vậy đã đem theo vũ khí và muối đến căn cứ quân sự ở gần miệng giếng của quỷ. Nhưng lũ quái vật đuổi theo rất nhanh, mà vợ của chú vì bị thương, chúng độc và mất tỉnh táo. Cuối cùng bà ấy không muốn làm liên lụy đến mọi người, đã chủ động làm món ăn cho quái vật. Không lâu sau Mark và mọi người đến căn cứ, nhưng không có người sống mà quái vật thì nhiều. Rất nhanh có một con quái vật tấn công họ. Tên lính dùng súng bắn cho đến khi chúng biến thành một đống bùn. Nhưng quái vật liên tục tiến đến gần, tên lính thấy tình hình không ổn, vì vậy một mình lên trước. Kết quả là anh ta là người đầu tiên bị quái vật tấn công và bị nhiễm virus trên quái vật. Ở bên kia Mark tìm được một căn cứ quân sự để chống lại quái vật. Trong ống nước đầy muối, vì vậy anh ấy muốn mở đường ống. James và những người khác tiếp tục tránh các cuộc tấn công của quái vật, nhưng không may đã bị một nhóm quái vật chặn đường. Vì để bảo vệ đứa cháu James, người chú đã đích thân ra tay, kéo dài thời gian cho họ. Bọn quái vật này cũng không kén chọn đồ ăn, để ông ấy gặm nhấm với lũ quái vật. May mà Mark đã mở thành công đường ống dẫn nước, còn quái vật từ từ ngã xuống đất và biến thành tro.
vốn nghĩ rằng có thể thở phào nhẹ nhõm. Kết quả tên lính này mặc dù nhát gan, sau khi bị nhiễm độc của quái vật đã tấn công James. May mà Mark kịp thời đến, đấm anh ta ngã xuống đất. Sau đó tên lính bị nuốt chửng bởi một con quái vật. Bởi vì nhật thực sắp kết thúc, những con quái vật chưa chết sẽ bay về đáy giếng. Một nguy hiểm lớn tạm thời được giải quyết. Từ đó bộ phim kết thúc. Câu chuyện này nói cho chúng ta biết, tinh thần đồng đội rất quan trọng khi gặp nguy hiểm. Hành động một mình rất nguy hiểm đối với hầu hết mọi người. Xem đến cuối cùng vẫn có một câu hỏi nghi ngờ, mặc dù quái vật sợ muối. Vậy tại sao không đổ nước muối xuống giếng quỷ? Như vậy thì có phải giải quyết xong hết rồi sao? Được rồi, bộ phim đến đây là kết thúc.